Phong Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì có hai cái người cô là Phong cũng không biết đâu nữa. Thì hai cô là đi xuống để nhà Phong là xin thuốc chị thần kinh tỏ của bác anh chị. Thì nãy Phong cũng có chỉ đường cô chạy vô. Thì hai cô cũng tới đây. Hả? Vô đi cô. Dạ dạ. Nãy cô đi lộn đường hả? Dạ, cô qua bên Phước Lý hả? Dạ, dạ, dạ. Rồi dò dướng cái chân cô rồi. Hai cô là ai bị? Cô bị. Dạ, cô bị. Ừ. Dạ. Với cô con gái, với cậu con trai. Dạ, dạ. Ba, bốn người bị luôn á. Ờ, cô tới rồi anh Khánh ơi. Ờ, cô vừa tới luôn nè. Cô vừa tới. Rồi, vậy thôi anh Khánh. Rồi, em tiếp qua, em mới nhà tiếp cô đi nha. Ừ, vậy thôi. Thôi lại ngồi ghế luôn dạ, coi. Tí chào bà đi con. Ừ, ba chào cháu. Dạ, thôi qua ngồi ghế. Ở nay có gì ba con ghé chơi với bà cô ghé thăm ba con. Dạ, thôi đi qua ghế ngồi. Ê, làm canh nước uống em ơi. Nước chín nè. Ngồi ngồi đi con. Chị cô này ngồi. Có đeo cái trang à. Chị ở đâu xuống? Dạ ở máy thành phố Thủ Đức. Dạ Thủ Đức. Dạ máy xứ Tiên lần á. Dạ xứ Tiên. Bởi vì bữa giờ nghe cái tiếng nói biết là chịu anh chị đúng rồi. Dạ. Tiếng nói á, tiếng nghe nghe. Dạ. Chị này là con gái của cô. Dạ, gái thứ 6. Dạ. Dạ. Xem trên YouTube á gì bạn. Cháu nó cái con gái lớn nó, con chị con này nó cũng bị nặng quá. Rồi nó mới thấy địa chỉ vậy dạ, nó nói thôi mẹ đi cho mẹ đi đi. Rồi đi xe cũng dạ. Thấy luôn á. Dạ không đi bằng cái xe này luôn. Dạ đi không đe. Đi từ sáng giờ. Sao vô đi con. Vòng vòng. Sao vô? Vòng từ sáng giờ luôn. Vô tới chợ rồi đang cái đi mút của trang kia luôn. Xong rồi con nói đại chỉ ra ngoài đây. Đây cái vô chứ. Dạ nay 75 rồi. Vậy hả? Trời 75 rồi. 75 tuổi không buôn bán. Chứ sao vậy, không được. Ở đây thôi để đang nghỉ bữa đi rồi xong rồi đi. Chứ hứa hứa với con nó hoài à. Con nhỏ lớn nó đi không nổi, nó bò, nó lết. Dạ. Thấy tội quá được chứ thôi để mẹ đi cho. Người chị lớn với cô ở đây bị hả? Dạ, biết là dạ. Con trai thứ năm. Mà cô bị đau làm sao? Cô bị hai cái khớp. Dạ. Có bị thần kinh tọa không con? Cô không có bị thần kinh tọa, cô bị hai cái khớp cái tê. Dạ. Tại cái thuốc con này nó có bị thần kinh tọa. Dạ dạ đúng rồi, thần kinh tọa thì nó hiệu quả hơn. À nó cô con gái bị thần kinh tọa. Dạ dạ. À, thần kinh tọa là nghe cái thắt lưng quần nó đi xuống một chân luôn á, dạ, nó teo luôn á. Dạ. Đó, thành ra mới bữa thôi mẹ để mẹ đi cho con đi được mẹ đi. Dạ. Chứ nhầm sao giờ nó đi không được chứ sao giờ tội nghiệp. Dạ, nó đi nó bò nó lết không à, nó đâu có đi được đứng không có nổi. Dạ. Cô đi cô còn đứng được tại vì cô bị hai cái đầu gối để nó ấy này kia chặt đầu hả chứ còn nó không đi không được vậy hả phải đi à. Yeah. Nó chỉ nó cho số điện thoại này kia chứ đâu biết đâu nó sao để mẹ đi ngày đánh giấy hôm thứ sáu á hôm hứa với Khánh là hôm thứ sáu nhưng mà hôm thứ sáu này trời mưa trời mưa tầm đất tả luôn không dám đi ba bữa trước mưa không bữa nào cũng mưa không biết sao đi sợ rồi trời mưa rồi mình đi với rồi nó trơn trượt dạ chứ chợ đầu mối thì đi được chợ đầu mối đi được mà xuống đây không dám đi tại nó lạ quá anh ta đi không thấy bữa hôm qua có cái cô ở dưới Kiên Giang lên đó gì ba chạy 5 tiếng mấy á từ dưới chạy lên đây 5 tiếng mấy á tranh thủ điểm sớm cho mát dạ đi sớm mới chứ nhưng mà đi rồi cứ hỏi vòng vòng kiếm đường phải không dạ đi kiếm đường cái nghe nó tới vòng xoay anh là rồi đã tới vòng xoay là cái hỏi cái chuyện tiếp rồi hỏi chị tiếp cái hỏi tới chợ Gò Đen chị vô tới chợ Gò Đen rồi cái chạy thục vú của dưới kia luôn cái hỏi điện này cháu cái nó chị chở ra đường đi tìm cực dạ đi kia mấy tiếng đồng hồ luôn á đường cũng dễ đi mà đường mình chưa có đi lần dạ, nào mình chưa đi bây giờ dạ. Mới đi cho biết dạ.
Để nó thôi con chờ mẹ đi đi để cho mẹ biết mẹ nhớ hơn. Mà giờ có điện thoại đâu cũng dễ. Dạ chứ hồi xưa chắc thua luôn. Dạ hồi xưa thua mà dạ. Đóng mò không. Dạ. Con tới chợ hòm gì đó vô cái xe hòm đó phải. Chợ hòm hay tâm cũ. Dạ, đi xuống như thế kia. Xuống thế kia lại vòng ngược trở lại đây luôn. Mấy người bây giờ mình cũng chưa là thôi kệ nó mình đi xử cứ cố lỡ lên là đi luôn. Chứ giờ mình cứ phải hỏi cái gì cho tới. Thì cho biết chứ không là về nhà con nó hỏi mẹ cái đi tới không nữa. Ờ nó cứ trông lắm nó cứ trời con nghe nó như vậy thôi mẹ đi dùng cho về chị cho nó ra ngoài mấy năm nó mới về chuyện lại. Về chứ ba nó xuất quan. Dạ con gái lớn cái đầu dạ con thứ 6. Dạ con 4 thằng con trai. Cô mình trên trển mình có loại thuốc gì chưa cô? Dạ. Cái to trong cái to con đăng lên á có cái gì gì chưa? Đơn quy thuốc cú lá ngũ chảo đâu cô? Cô nghe nói là ngũ chảo nè. Dạ. Với bông ngò gai. Lá ngải cứu nè. Dạ, với nghệ đỏ. Nghệ đỏ nè, với đường phèn nè, với rượu. Dạ. Dùng nếp tốt. Dạ. Nếp nè, với này ngâm tới 20 ngày gì đó. Dạ. Con gái nó kể như vậy. Dạ. Và trên trển có loại nào chưa cô? Trên nó chỉ có gì ra trình thông bắc thì mình dạ, dạ. Thì dạ. Có dạ. Với ngày cứu có với cái gì đó ngày đỏ thôi dạ, dạ. Với đường phèn đã có nó cho nó rồi. Dạ không có nói là mình nếu trường hợp ấy mình phải đi mua ở trên đó nó có. Dạ đúng rồi, tiệm thuốc bắc là nó có hết. Nhưng mà ngũ chảo với cái gì đó bông màu gai thì mấy tờ tại có mấy tờ đúng vậy. Nhưng mà mua khô có được hay không? Có cái bông màu gai nó không bán. Dạ. Còn bông màu gai thì cũng có, có thuốc cú á. Thuốc cú với ngũ chảo này có. Rồi xong rồi cái điện về ở dưới mấy đứa con nuôi á nó ở dưới nhà Vinh á. Nó nói Vũ ơi, để rồi có gì rồi con lấy rồi con điện con đem dạ, dạ. Vũ mà chờ đợi nửa tháng. Nó nói ở dưới cái con dưới nó màu gai với lại bông cái cây ngũ chảo á thì có. Nhưng mà đợi nửa tháng. Trà Vinh luôn nghe nói ngũ chảo nhiều lắm. Đó, cây đó nhiều dạ. Cây đó là nó bó khớp rồi. Dạ không sao đâu, trời ơi đây uống nước lọc không à. Chứ ít uống cái trà hẳn. Dạ, nó nói là để rồi con gửi đi cho Vũ. Trời ơi, thôi gửi đi đâu mà nửa tháng nay không thấy đứa nào gửi. Dạ, thôi để tao đi kiếm đó, bởi vì hôm nay mới hiểu. Dạ. Đấy, đi hôm thứ 6, rồi cái mưa quá, mưa cả đêm luôn. Rồi cái không dám đi đường xe cỏ, ướt quá nó trơn, trời cái mưa đó. Nếu thôi để làm nó nắng hơn là ngày mày đi. Cô bữa đi không được với người con mới điện thoại nãy nói hết bệnh rồi đó mà. Cô hôm bữa nó đi không được á, mới điện nãy. Hết rồi. Có ba nghe nè mẹ đâu, ừ nãy mẹ đâu có nhà. À, cô đi không được luôn với người con. À, ghé mới xin uống là mới có cô đó nói là uống có 3 ngày à. Là bây giờ hết bệnh rồi, giờ đi là bình thường. Rồi cái anh đó giờ là đang chập chững và cũng đi lại được luôn. Tại vì anh làm bên cái gì mà làm nặng lắm, con quên mất tiêu rồi. Xây dựng cái gì á. Dạ đúng rồi. Anh cũng mới điện. Dạ. Nó bị té đi làm xây dựng á. Xong rồi nhắc nhiều nó đây là nhâm dắt xi măng á, xong rồi cái sụp xuống cái cầu thang, cái là bị thái hóa khớp, đau cái tay hết từ bên, rồi bây giờ bên này bắt đầu nó đau quá, nó không được đi, nhức chịu không nổi. Còn cái này thì nó hay cái là nó chịu thường kinh to chị, chứ còn là chứ còn cái gì? Dạ. Vô đây vô 19 với chị là đã nặng dỗ. Mời chị ba luôn. À mời chị ba luôn. Chắc tôi không đi quá. Thôi, ở đó không đi. Chắc chị ta không cố tình lại đây đâu. Cố tình mà nghe nó chị lên rủ chị là đặng đó không qua đây. Không có khách cứa gì ở đó nhà không à. Để như cố tình chị ta lại đặng tại đặng. Đây là cô Tám của phòng của cô bác anh chị. Cô quay cho mày. Dạ. Đây chị ba phòng là quá quen thuộc rồi. Quay Tám xấu xí mà quay vậy. Có. Đi vòng vòng mấy đứa cháu một chút chị ba cũng bệnh đầu lắm lắm này tại đám dỗ nhà đặng Bất Bãi phòng á mười tám đi về về đi đám dỗ sẵn là lời thăm ba phòng của cô ba anh chị chị ngồi đây nha không
Em mới chính là nói chuyện khách chút thì đám sợ đó qua là đám thằng cô. Chị em mình tiếp thành. Đi giống hai cao cậu chính đi ngồi chính là chị hả? Dạ, cô Tám đi nha. Dạ, cô Tám đi. Thì cái này nó có mở cửa không mày? Nhưng mà dạ có. Nhưng mà mấy cầu mấy gì nó ở dưới mái với Đồng Nai nữa. Dưới gần tới Tràng Bom á. Mấy cậu mới gì ở với nó nhưng mà mới nói gì nói cái khu ở Đồng Nai là hầu như tôi này cái cô mà sáng điện thoại phong nói đã khỏi bệnh là cô bác mà mình để này vài tháng một năm sau uống được nữa cái hũ rượu này mình chuẩn bị năm nè. Cái vụ vụ ở đây quen quen mấy ấy chứ nhà con không có phải bán vụ chứ nhầm khi là không phải là cáp cáp hay gì bán không phải dạ biết mà trời ơi con hỏi nói đây này nó dụng thôi chứ nó không con biết con biết dạ biết chứ trời ơi nhưng mà lúc là mừng lắm rồi á dạ quá mừng luôn chứ không phải là ấy đâu nhâm ba vụ chúng ba vụ đầu rồi chứ không phải ôi ví dụ giờ ba cái gì nó như giá là ra lắm, giá nó chỉ có biết nó ủ gì á, chừng nửa tiếng hồ là ra bán giá. Giờ nó rượu không, rượu cũng vậy nữa, nó bỏ vô chút cái lắc lắc lên cho nó bán như có 20 ngàn đấy. Thì đấy bởi giờ bây giờ kiếm cái gạo chính á thì tới cái lò mình chưa chắc. Nó mình chưa chắc được giờ đó. Dạ. Chứ đâu rồi nó pha ấy xong nó cũng phải pha nó pha cái kia vô để nó là... chỉ có chút chút dẫn khi gấp thôi đó mình mua bán người ta tài lắm cái người thiệt nó rất là ít lắm cũng giống như chợ đầu mối vậy đó mày có bán ở cái này giá như vậy nhiều như tôi mua năm thấy ai đóng quá chồng ơi thùng bia mà chỗ nào chồng con gái đây quá trời chồng con gái đây quá trời đó bên đây cũng chồng chồng cái dây đó đó chồng có cái này về mình thôi xong mình chặt mình nhâm hả? Này ngoài còn hay mà. Hả? Ok ngoài còn hả mà. Dạ dạ đây con nghe. Đợt này mấy con bự không à? Này mày lấy ngũ chảo trong không à? Này ngũ chảo hôm qua mẹ vợ Phong đi kiếm nguyên ngày luôn cô bác chị được mấy sửng này hôm qua Phong với vợ Phong cắt bỏ chảo được mấy sửng luôn cô bác anh chị mình tới nhà Phong là có thiếu ngũ chảo thì nhà Phong hỗ trợ cái phần đó này có thuốc cứu nè cứu hôm qua mẹ vợ Phong sinh được có mấy cọng dưới nhà còn được ít cây á gửi cho cô luôn ở nhà Phong đây. Đó, nhà Phong là ấy lên cắt da vào giữa bởi cô bác anh chị thấy nè nó rất là sạch luôn á chứ nhầm khi mình mua nếu mà có mình mua về nhầm khi nó cũng đảm bảo nữa cái mình làm mình uống thì nó mình làm kỹ nó sạch á thì nó uống nó cũng ấy hơn nữa tốt hơn đây cái máy sửng luôn đây. Mẹ vợ Phong nghe nói mà giúp được cho ông bà cô bác là mẹ Phong mừng lắm nên là đi kiếm chỗ này chỗ kia thì có cái cứ chặt cái đem về cái là bên nhà Phong là Phong với vợ với mẹ cứ cắt ra và phơi đây thì cô bác đi tới á, thì có thiếu mấy loại này á thì hầu như là tiệm thuốc bắc là Phong thấy không cái loại này là cũng ít bán á, gần như là không có bán cái ngũ chảo nên không có nhà Phong là ở đây á, là chú chuẩn bị một số ở đây
để cô bác tới á, thì hỗ trợ cái phần nhỏ nhỏ nào đó. Bây giờ nhà Phong là cũng gần như là nói thiệt là cũng không có, nói chung là đã ngâm số lượng cũng lớn á, cũng 100 mấy chục lít là cũng hết rồi. Nói chung là cũng không biết bao nhiêu là đủ hết của bác anh chị à. Nên giúp cũng có phần hạn chế thôi. Nên có gì thì ông bà cô bác cũng thông cảm cho gia đình Phong nha. Ban đầu là gia đình Phong là định đăng cái tô thuốc lên thôi, nhưng mà cô bác là nhiều nơi cũng không có, thấy cũng chịu không nổi đó là ngâm. Nói chuyện cô bác là toàn gần như là trên đất nước của mình á, là nhiều gia đình với nhiều cô bác là làm nặng á, là bên làm nông rồi xây dựng rồi bên bốc vác rồi á, thì nặng quá rồi bắt buộc phải bị đau cái thần kinh tọa, đau quá xương sống á, ủa nghe cái thắt lưng đi xuống á, thì cái đó là bị nhiều lắm. Nên là thì tốt nhất thì Phong đăng lên đó thì cô bác thì đi kiếm ngâm thì nó hiệu quả hơn, với nó số lượng nó nhiều hơn thì uống nó đảm bảo hơn của bác anh chị. Su ờ Su ơi là Su, cười với ba cái rồi, cười với ba lấy hơn rồi. Tết không ạ? Đi mua ở dưới cái bè này kia, cái vô ngay dưới cây lậy á, vô nhà đó cái phải vô nhà người ta, mà hồi đó ốm lắm, có 30 mấy ký thôi, may gáo giáp dồi vô, xong rồi bó một cột vào người, xong rồi ẵm con rồi sách vỏ, trời ơi đi con dại gạo mà về tới nhà 11-12 giờ đêm, còn nó đâu có xe, xe đi cực lắm. Tình đây có để thì những cái loại ngâm này của anh chị không, cái lúc đó mình chưa có đi được, mình đâu có ấy được này. Tại cũng có đường phè, hôm bữa có chị Phượng á, cô Phượng là gửi cho gia đình Phong chia cho bà con của bác. Cuối cùng đó là mấy năm trời rồi sao đi về ngâm khỏi mua với cái cây rượu này nè, nhiêu đó đâu đủ đâu tàu nào được thôi cũng sao vậy, mua thêm không sao. Dạ. Uống cho nó dịu dịu thôi con, chứ đường phèn nó không có tác dụng gì trong cái loại này hết. Dạ. Cho nó dịu thôi. Dạ. Dạ. Không bị tiểu đường. Không, như đây à. Đâu, em ý là mình đây. Đó là dạ. Cái lúc trước em ngâm rồi ban đầu em đâu có để đường phèn. Dạ. Hồi đó em muốn em đâu để. Sau này nó bài bài nha, mới muốn ngâm để gì cho nó đợi. Có cái hậu ngọt ngọt dễ uống thôi. Nó dịu dịu. Chỉ hồi trước em ngâm em không có để đường phèn. Hồi đó em bị cũng ngâm đâu đi được thôi, biết mà em khóc luôn. Mà uống thuốc giảm đau này biết cái ngày nó mọc nước. Nó giữ nước, nó không có khô ấy thì kia. Nó mọc xương. Đó bởi nó đủ thứ hết. Mà bị như vậy là 20 năm rồi đó. Mà sao hơn cái em uống vô nó chữa. Giờ mà ví dụ mà em gặp nhà em cầm gãy mà em cầm nhiều quá là em đi tới luôn nhiều quá là em ngồi nhiều quá là em đau. Nó đau đi nè con mình. Rồi cái chừng uống vô cái em chỉ 3 lần là nó sáng làm nửa ly rồi chiều nửa ly rồi nó thôi nửa ly rồi đó. Ví dụ khỏe khỏe mình thấy không có gì đó thì cũng kêu kêu miếng một chút rồi đó. Ba lần bốn lần là hết ra sáng yeah. chiều yeah. Còn lúc mà em đau đi không được đó là em uống ngày ba lần sáng trưa chiều, nó nặng quá thì mình uống mấy cái nó hết đau rồi mình dạ. Luôn hết đau rồi em ngưng rồi em uống nữa. Dạ, cảm ơn cô dạ, chú cái này về đặt lại nha chị, đặt lại gì dạ, dạ. Cái kéo á, cô lấy kéo cái hơi cô cúc này nè, dạ cái rửa sạch đi, rửa sạch thì ba ngũ chảo đó cô cũng rửa lại luôn nha, dạ dạ cái đó nó chưa rửa, dạ là cảm ơn cô chú nha, cảm ơn cô dạ 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 ủa thôi giờ con về nha, bà về nha con nha, dạ cô về chị uống thuốc cho hết bệnh đi, dạ rồi rồi có gì điện thứ sáu, dạ dạ cô nó bò cà bé bé tê cô Lâm nó bò tê rồi chết nó con nắng quá nó bò lẹ rồi. Nãy thì cô cũng mới lấy thuốc xong á cô bác anh chị, giờ cô thu xếp về, tại có đoạn đường đi về cũng khá là xa, thuốc trên Thủ Đức.
Rồi thôi Phong Nguyễn cũng cảm ơn bà cô bác nha, đã bỏ thời gian mà xem video của Phong đăng tải lên. Thì bữa nay thì có người cô cũng xa thì cũng lấy thuốc cũng xong xuôi hết rồi, thì cũng cầu mong cho cô thì uống cũng sớm hết bệnh thôi. Rồi chào cô nhé, rồi hẹn bà trong những đoạn video tiếp theo luôn nha.